Mới đây trong buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam, CEO Nguyễn Phương Hằng đã thể hiện bài hát T30 và tôi và mưa an phước do bà chế tác phần lời trên nền nhạc bài hát Đoạn buồn đêm mưa của tác giả Tú Nhi và Vinh Sử. Tú Nhi là nghệ danh của danh ca chế Linh. Những clip ghi lại phần biểu diễn này sau đó được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng xã hội. Thậm chí, ngày hôm sau, phần beat karaoke bài nhạc chế này cũng đã được sản xuất và tung lên mạng để mọi người có thể hát theo. Thực tế, bài hát Đoạn buồn đêm mưa từng được thể hiện thành công bởi rất nhiều giọng ca như Chế Linh, Trưởng Vũ, Đan Nguyên, Hoàng Châu, Mai Thiên Vân, Ngọc Linh. Cho danh ca chế linh, bài hát này được ông viết lúc hẹn gặp một người bạn gái ở Sài Gòn. Nhưng bạn chưa kịp đến điểm hẹn thì trời đổ mưa tầm tã, đường phố như suối nước. Ông ngồi một mình trong quán chờ mưa tạnh, vừa uống mấy ly rượu, vừa sáng tác bài hát này. Bài hát này viết vào mùa mưa năm 1969 và thu vào đĩa nhựa 45 của hãng đĩa Việt Nam. Sau đó, tôi có cho Vinh Sử đứng tên chung khi đi xin giấy phép để Vinh Sử được tự in và bán nhạc lẻ, coi như giúp bạn vô điều kiện suốt từ đó đến nay tôi vẫn chưa hề đòi hỏi bất kỳ một đồng thù lao nào từ nhạc sĩ vinh sử cũng nói thêm bài này từ nhạc đến lời đều là của tú nhi rất cảm ơn vinh sử đã cưu mang và nuôi dưỡng mấy mươi năm qua đứa con tinh thần của tú nhi danh ca chế linh nói danh ca chế linh cho rằng thời gian gần đây có những sự tranh chấp vô lối những bài hát do ông sáng tác Đặc biệt, khi chính bài hát do mình sáng tác và đăng lên kênh YouTube của mình thì bị khiếu nại bản quyền bởi một đơn vị thứ ba. Đơn vị này cho rằng họ đã sở hữu những bài hát của nhạc sĩ Vinh Sử, trong đó có bài Đoạn Buồn Đêm Mưa của Tú Nhi. Vì thế, ông muốn thu hồi bài hát trên để tránh mọi phiền phức không đáng có. Vì nhạc sĩ Vinh Sử đã không còn nên với tư cách là chính chủ của bài này, tôi xin chính thức thu hồi lại bài hát kể trên kể từ hôm nay. Để tránh mọi phiền phức không nên có, danh ca Chế Linh chia sẻ. Nam danh ca cũng nói thêm rằng, tôi có đủ giấy tờ gốc để chứng minh bài hát này là một mình tôi sáng tác, không có vinh sử trong đó. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn làm ồn ào thêm vì vinh sử cũng đã ra đi rồi. Vinh Sử là một người nhạc sĩ tôi rất thương. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của Vinh Sử thời đang khốn khó. Thời đó, tôi đã cho Vinh Sử bài hát này để được in bán và để được để trong các sạp bán nhạc Sài Gòn khi xưa vấn đề trầm trọng nhất của tôi đó là những tác phẩm của tôi hiện nay đã bị nhiều bên khai thác một cách rất bừa bãi họ dùng các bài hát của tôi trong chương trình của họ mà không giới thiệu tên tác giả không tôn trọng lời gốc bài hát tự ý thay đổi tên bài hát nên tôi nghĩ cần phải lên tiếng để cảnh báo cho các cơ sở đã khai thác nhạc của tú nhi tôi nghĩ không nên làm những việc đó bởi vì không đàng hoàng trong khi mình đang làm văn hóa nghệ thuật thì phải đứng đắn phải có văn hóa không thể vì lợi nhuận mà quên đi những phép tắc những điều đáng trân trọng danh ca chế linh nhấn mạnh mới đây phóng viên dân việt nhận được phản hồi từ công ty bh media về bài hát đoạn buồn đêm mưa và khẳng định quyền sở hữu thuộc về vinh sử đơn vị này cho biết từ trước đến nay công chúng luôn biết vinh sử là một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng và có vô vàn các ca khúc tuyệt vời do nhạc sĩ sáng tác hoặc đồng sáng tác trong đó có ca khúc nổi tiếng Đoạn buồn thêm mưa được gắn tên đồng tác giả Tú Nhi và Vinh Sử. Điều này không chỉ được đông đảo người yêu âm nhạc ghi nhận mà còn được chứng minh bởi tư liệu trước năm 1975, đó là ảnh chủ trương xuất bản. Nhạc sĩ Vinh Sử cũng khẳng định với chúng tôi rằng Chế Linh đã truyền nhượng phần của Chế Linh trong tác phẩm này cho ông. Ông Chế Linh cũng xác nhận việc này trong đoạn video Chuyện phải nói đăng tải trên chính kênh youtube của mình. Năm 2017, lúc sinh thời, nhạc sĩ Vinh Sử đã chuyển nhượng toàn bộ các tác phẩm của ông cho BH Media, trong đó có tác phẩm Đoạn buồn đêm mưa. Giờ nhạc sĩ Vinh Sử đã mất, điều đó cũng không có nghĩa là ông Chế Linh có quyền thu hồi quyền sở hữu đối với tác phẩm này theo bh media sau khi đã chuyển nhượng phần quyền của mình trong ca khúc cho nhạc sĩ vinh sử thì kể từ thời điểm đó quyền tài sản của danh ca chế linh với tác phẩm đoạn buồn đêm mưa đã chấm dứt danh ca chế linh chỉ còn quyền nhân thân như là quyền được nêu tên bút danh đối với bài hát hiện tại nhạc sĩ vinh sử đã mất không còn người để đối chất Chúng ta chỉ căn cứ được vào các thông tin tài liệu lúc còn sống của hai bên đã công khai, cũng như các tài liệu đã có trước đó, chứ không thể căn cứ vào những thông tin một chiều từ riêng ông Chế Linh. Phía BH Media cũng khẳng định, từ năm 2017, khi nhạc sĩ Vinh Sử chuyển nhượng toàn bộ các tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác cho BH Media, thì BH Media đã trở thành chủ sở hữu tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử, trong đó có tác phẩm Đoạn buồn đêm mưa về những vấn đề bh media đã nêu ở trên dân việt có liên hệ với danh ca chế linh để ghi nhận sự phản hồi nhưng chưa được ông hồi âm chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để cung cấp thêm thông tin về vụ việc này trong những ngày qua, thông tin CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam hết án tù, trở lại với cuộc sống thường ngày chiếm sóng rất nhiều diễn đàn. Trong đó, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đứng trước hàng nghìn người trong buổi giao lưu tối ngày 29 tháng 9, hát ca khúc T30 và tôi và Mưa An Phước do chính bà chế tác phần lời trên nền nhạc bài hát Đoạn buồn mưa đêm của tác giả Tú Nhi. Tú Nhi là nghệ danh của danh ca Chế Linh. Những clip ghi lại phần biểu diễn này sau đó được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng xã hội. Thậm chí ngay hôm sau, phần beat karaoke bài nhạc chế này cũng đã được sản xuất và tung lên mạng để mọi người có thể hát theo. Bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng, trong tận cùng khổ đau, bà đã viết nên được những lời bài thơ, bài hát này. Dù có thể những bài hát này chưa hay, nhưng đó là những gì thật nhất mà bà đã trải qua và muốn chia sẻ cùng mọi người. Thực tế bài hát đoạn Buồn mưa đêm có một số phận khá đặc biệt. Bài hát này do nhạc sĩ Tú Nhi sáng tác trước năm 1975. Bài hát này sau đó đã được ông cho phép nhạc sĩ vinh sử in nhạc để bán vì thấy hoàn cảnh của ông thời đó khá tội nghiệp. Tuy nhiên mới đây, khi danh ca Chế Linh đăng tải bài hát này lên Youtube thì bị một bên đánh gậy bản quyền. Nam danh ca ngay sau đó đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc và quyết định thu hồi bài hát này. Trước năm 1975, tôi có giúp nhạc sĩ Vinh Sử lúc khó khăn, cho phép dùng bài hát Đoạn buồn mưa đêm, in tờ nhạc để bán, giải quyết khó khăn về tài chính. Xuyên suốt từ trước 1975 đến tận bây giờ, tôi không hề đề cập gì đến quyền sở hữu hay phí tác quyền. Nhưng thời gian gần đây, có những sự tranh chấp vô lối bài hát do tôi sáng tác. Và chính tôi đã hát trên kênh Youtube của chính tôi, nhưng đã bị khiếu nại bởi các cơ sở khác. Họ cho rằng họ đã sở hữu những bài hát của nhạc sĩ Vinh Sử trong đó có bài Đoạn buồn mưa đêm của Tú Nhi. Vì nhạc sĩ Vinh Sử đã không còn nên với tư cách là chính chủ của bài hát này, tôi xin chính thức thu hồi bài hát kể trên kể từ hôm nay để tránh mọi phiền phức không nên có, danh ca Chế Linh chia sẻ. Phóng viên dân Việt đã liên hệ danh ca Chế Linh. Danh ca cho biết, ông đang ở nước ngoài nên chưa hề biết bài hát đoạn buồn mưa đêm của mình bị viết lại lời. Tuy nhiên, ông sẽ xem xét và có phản hồi sau trao đổi với dân Việt, luật sư Phan Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng văn phòng luật sư Phan Lo Việt Nam cho biết, hiện nay hành vi chế lời bài hát xảy ra rất phổ biến, hành vi này có thể được xem là hành vi xâm phạm quyền tài sản, quyền nhân thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành. Cụ thể, khoản 4 điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ quy định một trong những quyền nhân thân của tác giả là bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác xuyên tạc, không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. Như vậy, hành vi chế lời bài hát có thể được xem xét là hành vi xuyên tạc hoặc sửa đổi cắt xén tác phẩm, xâm phạm tới quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Do đó, người thực hiện hành vi xuyên tạc tác phẩm hoặc sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được xác định là hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả theo quy định của pháp luật hiện hành. Cần lưu ý thêm, quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm được bảo hộ vô thời hạn ngay cả khi tác giả đã qua đời. Ngoài ra, hành vi chế lời bài hát cũng có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Theo quy định tại điều 20 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền làm tác phẩm phái sinh do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép tổ chức cá nhân khác thực hiện. Việc chế viết lại lời bài hát mà không được sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thì được xác định là hành vi xâm phạm quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Khi phát hiện bài hát của mình bị chế lời, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc bên thực hiện hành vi xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm xin lỗi cải chính công khai bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 202 luật sở hữu trí tuệ